bạn thân mến, Việt Long chuyển nơi ở mới lại thêm xa ngân hơn. Cùng với nỗi nhớ người yêu, Việt Long băn khoăn vì tình yêu của mình với Ngân đang cản trở con đường phấn đấu của cô. Việt Long chỉ còn biết viết thư cho người yêu tỏ bày những nỗi lòng mình. Trong bức thư mới, anh gửi kèm những bức ảnh mới chụp của mình. Ngân biên thư lại cho người yêu, bày tỏ nỗi nhớ, hỏi thăm sức khỏe Việt Long và ngỏ ý nếu Việt Long viết thư về nhà thì cho cô gửi lời hỏi thăm các thành viên trong gia đình anh việt long viết thư gửi lại người yêu để cô yên tâm anh cũng bày tỏ sự bồn chồn vì những người đàn ông khác vẫn tìm cách tiếp cận ngân câu chuyện tiếp diễn ra sao sau đây mời các bạn cùng nghe phần tiếp nhật ký chiến trường bê chọc của nhà văn phạm việt long qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú việt hùng <laughs> thư đồng chí Hoàng Chu Việt Long thân Mình vẫn đang ở Sơn Tịnh Và thường xuyên phải di chuyển chỗ ở Công tác ở một số xã chưa làm được Vì địch càn Ảnh chụp dạo này khó khăn quá Vì trời liên tục mưa bão Mình ở tịnh trà liền một tuần Mà không chụp được tổ Vần công số một Mình mới chụp có hai ảnh tổ cày và gia đình bác mai đóng đảm phụ còn một số chủ đề nữa chưa làm được mình sẽ cố gắng làm tất cả số phim mình gửi về cộng với phim của anh em trong phân xã ở các nơi nữa có thể làm thành bộ ảnh về vùng giải phóng nếu được bàn với anh đảo xem sao nếu thiếu mặt nào thì mình điện Minh Ngữ xuống phố 108 để cuối tháng 12 mình có thể về trên đó nắm một số tình hình và xem có thể di chuyển địa bàn công tác được không. Lần này về, mình sẽ quăng chiếc máy ảnh Eshita đi cho xong, vì nó làm đứt phim dữ quá. Mỗi lần như vậy, không có túi tháo, lại phải đưa cuộn khác vào. Mặt khác, mình chụp chưa quen máy estheta nên phim không nét mấy có lúc mình phát chán phát bực lên và muốn quăng cái máy đi cho rồi long thân à anh em mình ở nhà dạo này có khỏe không có cải thiện hay tụt tạt được gì không còn mình thỉnh thoảng vẫn bị sốt rét ở đồng bằng mà ít được ăn rau tươi quá long à có tuần liên tục ăn mắm cái thỉnh thoảng di động, mình được ăn cá đồng nướng dầm với nước mắm, ùi ngon lắm. Mình cảm thấy công tác chạy chậm chạp quá, không hiểu anh ta ở Quảng Đà, Quảng Nam ra sao, làm ăn có khá không. Viết thư gửi về phố 108 cho mình biết với nhé. Cuối thư, chúc Việt Long khỏe, gửi lời thăm các đồng chí trong phân xã. Chào tạm biệt Hoàng Chu. Từ tháng 10 năm 1973, thời gian này, anh Vũ Đào đã được chuyển ra Bắc vì sức khỏe kém. Tôi được ban cử phụ trách tiểu ban thông tấn xã. Thông tấn xã của chúng tôi đã lớn mạnh, đông hơn, hiện đại hơn và vẫn giữ được truyền thống thương yêu đùm bọc nhau. Chúng tôi có buồng tối làm ảnh, có đài binh ngữ anh em tập hợp thành từng tổ phóng viên tỏa đi khắp cả sáu tỉnh trung trung bộ và ba tỉnh tây nguyên tôi ở nhà theo dõi công việc chung trực tiếp biên tập tin bài ra bản tin đều đặn phục vụ khu và gửi ra bắc lại như anh đảo ngày xưa mỗi khi nhận thư của ngoài bắc gửi vào cho anh em thông tấn tôi bóc ra xem rồi tóm tắt nội dung báo cho đồng chí mình biết chúng tôi coi nhau như người ruột thịt, chẳng có gì phải giấu nhau cả. Mặt khác sợ rằng, gửi bản chính đi thì dễ thất lạc. Thư đồng chí Hoàng Chu, ngày 24 tháng 10 năm 1973 Việt Long thân Mình vừa nhận được thư của Long và Tiền gửi xuống. Mình rất phấn khởi khi được biết tình hình phân xã anh em vẫn khỏe, được Long tóm tắt thư của Ngọc Điệp gửi cho mình và quà nàng gửi, càng làm cho mình phấn khởi hơn. Mình đã mất ngủ và đau đầu kéo dài. Được tin này lại thức trắng đêm. Long hiểu chứ? Mình đang công tác ở cánh Nam, Tuyết Trinh, Oai ở cánh Bắc. Mình đang chuẩn bị tài liệu để cho ba ngày lễ lớn 19, 20 và 22 tháng 12. Tình hình ở Quảng Nam hiện giờ nhìn chung có yên hơn trước, nhưng địch cũng đang có kế hoạch mới để càn quét lấn chiếm. Bị ta đánh, địch co lại giữ đất đã chiếm. Chúng tập trung quân giữ chốt, đánh chốt của ta, giữ trục đường số một và các cửa khẩu. Đồng thời liên tục tung gián điệp biệt kích vào sâu vùng hậu cứ để nắm tình hình và phá hoại. Đất hoạt động của anh em mình quá hẹp, duy chỉ còn miền núi mà thôi mình đã chạy được một số ảnh về xây dựng vùng giải phóng nhưng phim phải mua và mượn của tuyên huấn tỉnh phim trung quốc mốc hết chụp phim trung quốc làm máy của mình hóc liên tục mỗi cuộn phim chỉ được một vài kiểu là bỏ và kéo ra vì rất bức xúc số phim chụp được để mình mang về vì gửi thì sợ mất mà có gửi cũng không cần thiết lắm vì ít nếu cậu phạm biết xuống công tác tại quảng ngãi thì nên phát cho phim mới nếu có tôn đã chụp ảnh ở sông rê được đến đâu rồi mình định về đó làm một số vấn đề về thủy lợi nhân giống mới và cách làm ăn mới của đồng bào rê trong sản xuất và xây dựng đời sống làm tin ảnh tố cáo rất khó sự việc và điển hình thì có nhưng không có cách nào làm được địch đánh phá rồi chốt lại dân phải chạy như phổ an phổ hiệp đức hòa về việc riêng quà của ngọc diệp gửi cho mình long giữ hộ nhé để khi về thì mình nhận duy chỉ có cái áo sơ mi trắng thì long mang ra mà diện nhé vì như long nói chúng mình làm một Long có quần polite mà dường như chưa có áo. Còn mình ấy, thì thế nào cũng xong vì vắng nàng trang điểm với ai, nàng ở miền Bắc trang thì miền Nam. Việc riêng của Long mình đã rõ, như vậy là cậu đã xây thành ở quê hương Quảng Nam. Mình chúc cậu và Ngân sẽ mãi mãi hạnh phúc. Qua thư cho mình thăm sức khỏe các anh và các đồng chí trong phân xã thân nhớ Hoàng Chu. Chú ý, nếu Phạm biết trở lại Quảng Ngãi công tác thì đi đường Sơn Hà, sông Rê cho đỡ vất vả. Thư gửi Ngân Ngày 1 tháng 11 năm 1973 Em thương yêu của anh. Lẽ ra anh vào khu B triển khai công tác của đoàn và gặp em. Xong công việc bận quá, anh Quảng lại đi sông tranh cõng hàng, không có người làm thay anh, nên anh đành ở lại. Thế em có tiếc không? Anh đã nhận được thư em do biết chuyển, đọc thư càng nhớ em. Nhớ những kỷ niệm nho nhỏ nhưng rất thú vị khi chúng mình gần nhau. Xong lại nhớ tới cả những chuyện không vui nữa. Nhiều khi anh cứ tự hỏi, mình có đòi hỏi quá nhiều ở người yêu hay không nhỉ? Mình có quá khó tính hay không? Xong suy nghĩ kỹ lại, anh thấy những điều anh mong muốn ở em chỉ là những đòi hỏi rất bình thường và chính đáng của một người biết yêu đối với một tình yêu mà thôi. Trước hết, em hãy đừng hiểu lầm anh giận em vì em đã không âu yếm chiều chuộng anh hết mức. Anh đã nhiều lần nói với em rằng anh chưa hề đòi hỏi như vậy anh thấy em chiều anh như vậy là đầy đủ lắm rồi anh hài lòng lắm rồi còn thì phải để dành cho ngày chúng ta thành vợ thành chồng điều đó thì còn phải để dành cũng như em nói và khi gần em rất gần em anh vẫn để dành đó thôi tuy nhiên còn có những điều em nói là để dành nhưng anh không đồng ý với em như vậy đó là những chuyện thuộc về tình cảm thuộc về chuyện xây dựng tình yêu muốn cho sau này quan hệ vợ chồng thật tốt đẹp thì khi mới yêu người ta đã phải làm tốt những điều thuộc về quan hệ tình cảm tình vợ chồng là kết quả và là sự nâng cao của tình yêu tình yêu nào sẽ dẫn đến tình vợ chồng ấy ví như người trồng cây ấy chỉ khi chọn giống tốt gieo hạt trên đất tốt chịu khó vun sới tưới tắm bắt sâu cho cây thì sau này cây mới xanh tốt mới ra quả ngon còn nếu cứ gieo hạt bừa ra đấy kệ cho cỏ rác lu lấp kệ cho sâu bọ phá hoại thì làm sao bỗng nhiên lại có quả ngon được chẳng lẽ nào ta lại để dành khi quả chín rồi mới bắt sâu lúc ấy bắt sâu sẽ vô ích bởi vì có bắt thì quả vẫn cứ không ngon lại được khi chưa yêu anh cứ nghĩ rằng tình yêu là cả một vườn hoa rực rỡ chỉ co sắc đẹp và hương thơm nhưng khi yêu rồi anh mới hiểu rằng không phải chỉ có thế mà còn có nhiều gai góc dây nhợ nữa tuy nhiên điều đó không làm anh thất vọng anh vẫn cứ tin tưởng ở tình yêu điều đó giúp anh có thêm sự sáng suốt và sức mạnh vượt qua những trở ngại ngân ơi anh thương em biết bao nhiêu có lẽ chính em cũng chưa hiểu được anh thương em đến mức nào em đã khổ nhiều quá khổ từ tấm bé khổ đi đến lớn vẫn cứ còn khổ anh không muốn em phải khổ nữa anh cố gắng tìm mọi cách đem lại niềm sung sướng cho em em cũng đừng cam chịu sự khổ cực mà cũng phải tìm cách gạt bỏ nó đi em thương yêu của anh khi xa em là lúc anh nghĩ đến em rất nhiều nhiều nhất đấy chắc em cũng đang nghĩ về anh có phải không trong những điều anh nói với em có điều gì em không đồng ý nếu có thì cứ nói thẳng với anh chứ không thì anh biết đằng nào để mà sửa chữa anh yêu em là vì anh yêu em chứ không phải anh muốn làm ơn đối với em anh muốn em biết ơn anh đừng biết ơn anh nhé vì như vậy sẽ làm cho quan hệ của chúng ta thiếu bình đẳng anh không phải là người cứu vớt em đâu anh chỉ là người bạn đời tận tụy của em khi đem lại hạnh phúc cho em thì chính anh đã đem lại hạnh phúc cho anh anh phấn anh huề đều gửi lời thăm em đấy còn những khó khăn do bên ngoài đem lại đừng lo vì nó sẽ phải đầu hàng chúng ta khi yêu em thì không một trở lực bên ngoài nào ngăn cản được anh. Thư này là lá thư thứ năm anh gửi cho em. Có nhận được đầy đủ những thứ mà anh gửi cho em không? Sao em không nói? Anh vẫn khỏe, em đừng phải lo cho anh. Chúc em vui, hạnh phúc, hôn em rất nhiều, anh của em. 12 giờ trưa, trời nắng ngày 3 tháng 11 năm 1973, thứ bảy. Có việc vào trà bi, thế là lại được gặp Ngân. Hồi này Ngân khỏe, người to béo, má đỏ hay hay. Chưa bao giờ Ngân thể hiện tình yêu với tôi một cách mạnh mẽ tha thiết và lại tế nhị như lần này. Chỉ được sống với nhau một tối thứ bảy, một ngày và một tối chủ nhật Thực ra, chỉ được bên nhau mấy tiếng đồng hồ vì ngân bận việc cơ quan. Xong thấy thật là hạnh phúc, muốn quấn quýt mãi bên nhau. Ngày 6 tháng 11 năm 1973, tức là 12 tháng 10 âm lịch. Suốt mấy ngày nay trời mưa sập sủi mãi, nước các con suối bắt đầu dâng cao. Buổi trưa, trên đường ô tô, Tôi thấy một cô gái ngồi bệt bên cạnh một vùi sắn người ướt sũng. Tôi thầm nghĩ, cô nào mà tội nghiệp thế kia nhỉ? Đến gần mới nhận ra đó là đệ cơ công trong bộ phận kỹ thuật của chúng tôi. Cô người Hà Tây vào đây năm 1972. Đệ ngước nhìn tôi miệng cười, chào mà mắt thì khóc đó hoe tôi phải tránh không nhìn vào đôi mắt ấy tôi bảo đệ để tôi gùi giúp sắn cho đệ nói gùi bẩn lắm để em gùi phải nói mãi đệ mới đồng ý đổi gùi cho tôi đệ đi chân hơi khập khiễng vì vừa trượt ngã nói chuyện một lúc đệ đã cười khúc kha khúc khích cô gái ấy thật hồn nhiên nỗi buồn tủi không đọng được lâu trong tâm hồn càng về chiều trời càng mưa đoàn năm anh em lúc nào cũng đi sát bên nhau suối nước dâng cao tới ngực tới cổ dìu nhau qua cả chục con suối như vậy nhìn đệ người ướt sũng quai ba lô chẳng kéo bộ ngực tôi thấy thương vô cùng lại liên hệ đến người yêu của mình hôm nay em cũng đi cõng gạo chắc cũng vất vả như thế này gần về đến nhà lạnh quá tôi đi trước tôi đi theo đường thổ. Con đường này chạy vòng nên không phải lội qua suối. Thực ra, dòng suối bây giờ nước đã dâng tràn bờ, còn hung dữ hơn cả những con sông. Đệ và ba người kia đi theo đường C9, nhà máy in, tuy gần hơn nhưng phải lội qua suối. Rồi, trong khi anh em còn nghỉ, đệ ra bờ sông trước. Không ngờ, đệ mất tích luôn. Lúc ấy là bốn giờ chiều. Anh em nháo nhác đi tìm. Hai người bơi dọc theo suối, dọc theo sông tới hai km. Xong, đệ không còn nữa. Ngày 9 tháng 11 năm 1973 Sáng nay, tiếp tục đi tìm đệ dọc sông Trà Nô. Tôi và Huệ đi theo bờ trái sông. Bên kia có Ái và Minh đường đi chỗ thì gai góc, chỗ thì gành đá, thật khó đi. Nhiều chỗ không đi được, phải lội xuống sông bơi xuôi theo nước. Nước đục ngầu, đầy rác rưởi, ngầu bọt và lạnh ngắt. Dọc bờ sông, tiếng quạ kêu ai oán, nghe âm u và tang tóc. Chắc rằng tiếng quạ lúc này sẽ ăn sâu vào tâm khảm tôi, giữ mãi trong tôi một xúc cảm thê lương không thể nào phai mờ được đến trưa mới thấy đệ cô nằm mắc vào một bụi rù rì giữa dòng nước đầu chìm dưới nước chân phơi trên mặt nước chúng tôi kéo đệ lên mình mẩy đệ bị đập vào đá sưng tím mặt sưng to tròn không thể nhận ra cánh tay phải bị gãy nơi khuỷu lúc đưa xác đệ lên bờ từ mũi cô máu trào ra thành hai dòng sủi ngầu bọt Đau lòng quá, đệ ơi! Chúng tôi tổ chức mai táng đệ khá chu đáo. Thực ra cũng chỉ bằng cách cuốn thi hài vào võng vào tấm ni lông và tăng rồi hạ huyệt trên sườn đồi. Chỉ có điều khác là trên ngôi mộ chúng tôi căng ni lông thành một cái lều nhỏ che mưa che nắng. Thôi nha, đệ ơi, em hãy ngủ yên trong cánh rừng non quạnh vắng này nha lún mòn chạy ven sườn đồi, xuyên cánh rừng non này nối liền ban với nhà máy in và đài minh ngữ. Thỉnh thoảng có bạn bè qua lại, em sẽ bớt cô đơn. Dòng sông nhấn chìm đệ, cuốn trôi luôn cả ba lô của tôi với hầu hết đồ dùng của cuộc sống. Tiếc nhất là chiếc máy ảnh Pentax do cơ quan ngoài Bắc gửi vào với một cuộn phim đã chụp. Nó là vũ khí chiến đấu, là người bạn thân thiết của tôi. Từ ngày 10 tháng 11 năm 1973, suốt trong thời gian này trời mưa tầm tã, nước sông trà nô đỏ ngầu dâng lên cao kinh khủng. Lòng sông bỗng nhiên rộng ra một cách lạ lùng. Nước tràn qua phía tả ngạn, dòng chính bỗng trở thành dòng phụ, còn nơi trước đây là bãi đá lau lách, bỗng trở thành dòng chính nước cuộn băng băng vít các ngọn cây xuống lúc thì chìm nghỉm lúc lại nổi bập bềnh rung lên bần bật nước cuốn những cây gỗ to hàng người ôm những bè rác rưởi trôi veo veo, veo nhìn chóng cả mặt thỉnh thoảng một cây gỗ lại đâm sầm vào một bụi cây rồi mắc kẹt ở đó càn rác rưởi lại thành đống lớn nước ngập lút mái nhà bếp lút bàn nhà ăn chia cắt cơ quan thành ba bốn khu vực. Phải lấy gạo về nấu ăn riêng. Có nơi phải chạy sang C8 ở vì nước đã tràn vào nhà. Thỉnh thoảng nghe tiếng nổ rền âm, đó là tiếng núi lở. Cây cối càng trôi xuống nhiều hơn, thân sơ xác như là bị đánh bom. Nước đỏ ngầu đập quánh lại. Nhiều đoạn đường đã bị lấp do núi lở. Cả một tiểu đội hậu cần đi cõng gạo, ngủ bên suối đoạn gần sông Trà Nô, bị đất núi vùi lấp không còn một dấu tích. Nước rút để lại phía tà ngạn một bãi bằng phẳng đầy phù sa, và phía hữu ngạn một bức thành rác rưởi cao mấy mét. Thư gửi Ngân Ngày 12 tháng 11 năm 1973 Thúy Ngân, em yêu dấu của anh, Tuy chưa có người vào trong đó để gửi thư cho em, anh vẫn cứ viết. Anh đang rất buồn và càng buồn lại càng nhớ em. Đệ không còn nữa rồi, Ngân à. Phải chứng kiến cái chết thê thảm của đệ anh đau lòng vô hạn. Tạm biệt em ra về, chưa hôm sau anh gặp đệ đi cõng sắn về. Từ xa, anh thấy một cô gái ngồi bệt giữa đường, bên cạnh là một gùi sắn lớn tuy chưa rõ là ai, xong nhìn thấy thế, anh cũng thấy thương thương. Đến gần mới nhận ra đệ. Đệ cười chào anh, nhưng mắt lại khóc đỏ hoe. Anh cũng cười, tránh không nhìn vào đôi mắt đệ với những giọt nước mắt long lanh. Rồi anh bảo đệ để anh cõng giúp do gùi sắn. Đệ nói, gùi bẩn lắm, anh cõng lâm hết quần áo để em cõng. Phải nói mãi, đệ mới đổi gùi cho anh. Đi nói chuyện một lúc, Đệ đã lại cười khúc khích, Đệ thật là hồn nhiên, ít u buồn lâu. Trời thì vẫn mưa rầm rề, nước suối mỗi lúc một dâng cao. Anh, Đệ và ba người nữa ở C8 đi bám lấy nhau, dìu nhau qua khoảng hơn chục khúc suối sâu, nước tràn tới cổ hoặc ngực, chảy rất xiết. Khi gần về đến nhà, hết suối lớn rồi, anh lạnh quá nên đi trước anh đi theo đường thổ, không phải lội suối nữa. Còn lại bốn người đi theo đường xe chín, phải lội một con suối nữa. Lúc vào xe chín, anh em nghỉ, đệ nói đệ đau chân, đi dần ra bờ sông trước. Anh em đi sau có mấy phút, vậy mà tới bờ sông thì đã không thấy đệ đâu nữa. Tất cả vội nháo nhác đi tìm đệ. Anh sinh và Tùng bơi dọc theo sông hai cây số cũng không thấy gì. Sáng hôm sau lại đi tìm cũng không thấy. Lúc này sông nước mênh mông đục ngầu rất hung dữ. Sang ngày thứ ba nước rút, anh, anh Huệ và hai anh nữa lại đi dọc theo sông tìm. Đến 11 giờ trưa mới thấy xác đệ tấp vào gần bờ, mắc ở một bụi cây nhỏ. Em ạ, à, trông đệ thảm thương lắm. Sau đó cơ quan đã tới tổ chức mai táng đệ chu đáo